Đây, kính mời quý vị các bạn đến với chương trình đánh chuột của thôn Nước Ngọc. Ôi, nhà chiều mà mình có đi Nước Ngọc mà con uống vào. Người dân của thôn Nước Ngọc này tự tổ chức đánh chuột, đi bắt chuột này. Bắt nè. Thôi được rồi, nó đặc như thế là nó cũng chết rồi. Này kiếm nó khác đi. Đây, một số các bà rất là xuất sắc nhé. Đội tình nguyện. Đội tình nguyện này tự đi bắt chuột này. Bắt được. Bắt được nhiều lắm quý vị các bạn ạ. Tí rồi cho quý vị các bạn xem. Một thùng chuột đầy. Nhiều thật. Bọn kia bỏ hết ông mỗi mình đông rồi. Còn mỗi mình đông. Thôi lại đây, tập trung quân lại đây rồi đi về thôi. Đấy, đầu hết đến đấy ạ. Về hết rồi nha. Nó lên rồi, bắt rồi. Vô, cho tay vô. Có tổ không? Vô. Có được... Ôi nhiều đấy. Mày quay đi. Đâu cây, đéo cầm cái gì. Cây này, nó chết á. Cây đằng trước. Được cây đi. Cẩn thận nó đập vào người nhau. Xoay. Ui, to thế. Đùng luôn. Con này to lắm. Thấy chưa? Ui giời. Đập đi này con. Con này con chuột cống rồi. Nó sắp lên. Nó không kịp lên nó chết trong cái khung tô, nó đắng quá mà nó tắc thở. Bọn đây làm nghe kiểu không hăng. Làm mấy kiểu con này to gì? Con này to thật. Con này còn to hơn. Lỗ to thế rồi. Như thế thì sao? Đây nó bả cái ổ không đánh được. Chết hết. Tiếp tục kiểu gì lại phải lên luôn thôi. Lại lên thôi. Cái này, chết rồi. Ui con to lắm. Con này to hơn. Ôi giời ơi. Đúng rồi, chuột chứ. Chuột đây. Hai con to nhỉ. Hai to thật đi. Hai con này được cân dặn chân, đặt xuống chân mà đó. Không gì hai con này về mẹ mà tay cái đuốc cái đi. Con kia về đó phải gần cân nữa. Cái con to vừa lấy. Con to á? Ừ. Thôi ra ra thiết bún đập. Ui ôi. Con chạy rồi các bà ơi. Đây. Nó vượt. Ủa sao nhiều đấy? Chắc
ở lỗ đây. Lỗ đấy ra đây.